Rồi, ngày mới mình xin chào các bạn nha. Hôm nay hai vợ chồng mình xuống nhà chị Hai để xin mấy con gà. Anh Hai ảnh có bắt hồi tối rồi. Vì hôm bữa là hai vợ chồng mình đi về gấp quá. Rồi anh Hai ảnh đi xịt thuốc ngoài ruộng chưa có về nên không có bắt gà được. Mà ban ngày thì gà khó bắt lắm, phải chờ ban đêm mới bắt gà được. Rồi hôm bữa mình xuống nhà chị Hai ăn cái món thịt kho mắm ruốc đó. Rồi ăn xong rồi đi về. Rồi hôm nay xuống nhà chị Hai một lần nữa để bắt gà. Về chở nuôi mấy ngày dịch nha các bạn. Mấy ngày dịch này không có đám tiệc gì hết rồi. Nuôi gà cho đỡ buồn. Ê chà. Cổng mấy phát vô. Là lý do là trời mưa. Rồi cái xăng của nhà của anh Hai chị Hai xình quá. Ê chà. Hôm nay xuống chị Hai đãi gà nữa các bạn ơi. Đãi gà kho. Vẫn là em mập với gì ta? Mập với mực hả? Mập với mực. Mực. Anh Hai chị Hai cho mình 6 con gà. Gà mái không hả chị? Gà mái không à. 2, 4, 6 con. Mập. Mình xuống đây thì chị Hai nói là ở đây mưa sáng giờ. Nhưng mà dọc đường hai chồng đi xuống đây là không có biết mưa. Mình xuống tới đây là trời nắng rồi các bạn. Trời trong xanh luôn. Phía bên đây là có một cái ao sen là của ông chú Tám Đấu kế nhà anh Hai. Mình thấy cái bông đẹp quá, quay cho các bạn xem nha. Cái nguyên cái ao sen đây thì cũng có chưa có bông nhiều. Này nó mới trồng nhưng mà trồng trước anh Hai Tấn. Còn bên miếng ruộng của anh Hai Tấn thì mới trồng sen được chừng mấy 15-20 ngày à. Bông sen này nở hết trơn, nở từ lưa ra hết trơn nè. Trời ơi, đầu ông có tóc gì mà ông nói đầu chọc. Hôm nay tóc gà không dám nói đầu chọc đó. Chắc để tóc gà được không? Được. Đây ít gì không? Không có con chấm hả? Rồi. Anh cho gà trống trước. Ô gà mái trước rồi cho gà trống sau. Về luôn hả vậy? Mai mới về. Sáng mai về sớm. Gà thả đi. Hả? Thả chị kia thấy cho em cho nó ăn được rồi. Nhầm á. Em đem gì chở đây cũng nhốt rồi. Nhốt chứ 3 ngày cũng cho ăn giống vậy đó. Nhớ nhốt cho nó quen chuồng nên mới thả ra chứ. Có loại không? Có. Bẻ luôn cái hàng mà không nuôi ở bên bển tới im lắm đó trời. Không biết ông nuôi được không ai biết. Bên vườn nó rộng dễ nuôi. Nó chừng ấy. Không bên chỗ mấy vườn mít của ông ba chuẩn bị trồng đó là chỗ đó nuôi im đó. Ồ, bao hả? Bao. Bao dưỡng trên trời. Bao da. Xuống nhà chị Hai thì không gà cũng vịt. Sáng nha. Chỉ mặn gà, hai chồng ăn cơm. Xuống đây hai chồng mình ké luôn. Gà kho hành. Con trứng không chị? Không, con gà mấy tơ nhỏ. Mấy tơ hả? Gà giò. Cái mấy? Anh Hai ăn gà có thiệt quá. Làm được. Thôi không được. Dịch để mà mập đi ăn cho nó ngon vui. Kêu con dịch. Rồi mời cả nhà chuẩn bị ăn cơm. Ngu nữa thôi. Rồi để vô đi mẹ lấy muỗng. Con súng này hái bên hông đó hả chị? Hầm nữa đó, hầm nữa. Bên hầm đó ha. Ăn gà mấy lượt nữa đó thầy. Rồi mời các bạn cùng dùng cơm nha. Sáng con tô rửa mì, con gói rửa mì hả? Học cái nước hả? Với cái bánh bao qua chai cũng phát hả? Gì hả? Hồi nãy số xin về mua phở ông cái gì? Phở trong ba chứ. À vậy hả?
Anh Hai nói anh chưa đói bụng nữa rồi. Sáng không ăn gì, nhưng ăn hộp bánh nước hả? Hộp bánh nước chứ có ngủ mì. Ăn gì đó. Thấy chưa? Thấy rồi, hay thấy hai con rồi. Em ăn luôn nè. Dạ, cho rồi xong hai hai cái mày còn dịch đi. Không ơi, ăn cơm chứ có mì em ăn nữa. Dịch nó ốm để dành vài bữa cho mập mày ăn thôi. Mày biết dịch đâu không? Đâu. Đúng là hai chồng số hưởng ha. Già mà không ăn nữa chứ. Xuống tới đây cái có lộc ăn liền. Nếu bả có than không ta? Không. Than như hết hay vậy? Cái gì vậy? Gần luôn chuẩn nói chuyện trời cũng chết mình dây nước hả? Cha màng dê là mặn rồi nha. Màng dê là mặn lắm à. Dê nướng hả? Dê nướng. Dê đó còn nhỏ mà. Dạ, nuôi chừng mấy năm nữa là có dê con rồi phải không? Không hay. Cái dọc đường nữa rồi, đợi mua bánh không cua. Thằng cha nó mang cái tai nghe em nói hoài không nghe gì. Anh Hai ảnh không ăn cơm, ăn giặt ăn cá dừa. Cái này tới cử cho gà ăn nữa rồi. Cộng lại cả 200 con không chị Hai? Thời tiết trời hôm nay rất là mát, chắc này 12 giờ mấy, 1 giờ. Trời vẫn có nắng nhưng mà nắng dịu ha. Cái con sông ở đây cũng rất là yên tĩnh. Sông này là kia bằng con kinh Hội Đồng. Rồi, bây giờ mấy anh em đi hái bình bát. Anh Hải nói coi bên đây có vườn bát im lắm. Ở đây có mấy cái bụi tre mà không có, không thấy có măng ha. Anh Hải vẫn đi hái bình bát mà không biết có bình bát không. Vườn ổi nhưng mà không có ổi ngon. Kìa dạ, trên này có chứ. Mà trái hình không? Trên đây nè, tốt đây nè. Nè nè, đây nè dạ. Nè, trái đây nè. Đây có con trái nè. Đây vậy là ổi chua. Ổi gì? Ổi chua. Ổi chua. Thầy chồng cũng mới bẻ được con trái nè. Ở vườn này ăn là không phân không thuốc luôn á, rất là an toàn. Hả? Ta cho không? Gì hả? Trên đồng lũ vàng. Ủa rồi, ruộng lúa này của anh Hải hả? Bình bát nhóc trơn nè mà không biết có trái chín đâu à. Wow. Bình bát này là có chỗ sao bán luôn á. Ở dưới có con trái gì vậy? Nè 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 nè. Cái này nứt nè. Mùi dùm dùm đá
Hồi nãy là cặp bờ kinh là bà xã mình mới hái được trái bình bát. Bây giờ đi qua cánh đồng. Đi qua cánh đồng này để mình qua bên cái bờ kinh tuốt bển đó các bạn. Anh hai nói bờ kinh tuốt bển là bình bát nhiều lắm. Hy vọng là có bình bát nhiều ha. Rồi mình hái nhiều nhiều vô để dặm đá ăn. Ngon lắm. Lúa ở đây sắp chín gỗ chưa nè. Hôm nay mình dẫn các bạn đi tham quan cánh đồng của anh Hai Tấn luôn nha. Hiện tại là mình đang đi chỗ cánh đồng của người ta. Còn đồng ruộng của anh hai á thì nằm tuốt mà bờ kinh phía trước á. Ủa tới lúa anh hai chưa? Cỡ 2 tuần thì phải 2 tuần. Rồi hiện tại là hai vợ chồng mình với anh hai là tới ruộng của anh Hai Tấn rồi nha các bạn. Đây. Lúa này tầm khoảng bao lâu nữa thu hoạch anh hai? Bên đây được nhiêu công hả? 7 công hả? Ở đây nó có mấy chỗ lúa sập kìa. Hôm nay anh dẫn hai chồng mình đi thăm ruộng của ảnh. Rồi sẵn đi hái bình bát luôn. Mới hái được con trái ở trong bờ kinh cặp mấy sông à. Anh đi thăm lúa với anh đi cắt lúa gài. Ở đây có mấy cái bao lúa nè. Lúa này lừa kia. Anh hai anh cắt rồi anh bỏ vô bao nè. Lúa kia bằng lúa gài nè. Bỏ cắt bỏ đây để dành cho gà ăn. Trong đây thì mấy cái lúa nó tốt. Còn phía ngoài đây có các bạn thấy kỹ không? Kia bằng lúa gài các bạn. Anh hai thì anh kia bằng lúa 2 tầng. Là mấy cái cây lúa nó không tốt là nên cắt bỏ. Rồi, mấy anh em đã tới bờ kinh rồi. Mừng quá. Tới bờ kinh rồi để chuẩn bị kiếm bẻ vài trái bình bát nữa. Là vô. Nhưng mà cái cuộc đi ngày hôm nay là chủ yếu á, là anh hai đi thăm ruộng và cắt lúa gài. Ở đây có mấy... đọt hay nhãn lồng cũng nhấp chân nè, dài nhấp chân. Không có, nhưng mà cái trái này mình bẻ vô mình vú nó chín không? Vậy bẻ đi. Bẻ rồi. Rồi, trái này cũng chưa chín hung. Bây giờ mình bẻ vô mình vú ha. Nè, đang trái này nha. Mà to dớ lắm hả? Anh hai anh đi phía trước rồi. Anh đang đi phía trước để dọ cô chỗ nào có bình bát chín. Cắt cỏ nữa hả? Cắt cỏ cho dê ăn hả? Ở đây bình bát nhóc trơn luôn. Ở đây có trái vàng này vậy, chín không vậy? Trái nhỏ. Không lớn. Coi cái kỹ vậy. Công kỹ ra đây cây mấy số à? Mà 2-3 cây hả? Wow. Vậy là hồi nãy mình lội từ ở trong cái nhà trắng ở trong các bạn, nhưng mà khỏi đó nữa.
là lội ra tới đây là bà xã mình nói là tầm 2-3 cây đó. Rồi từ nãy giờ mình dẫn các bạn đi ra thăm ruộng của anh Hai và đi hái vài trái bình bát. Được nhiêu cây bình bát? Được 4 trái không? 4 trái. Rồi bây giờ gia đình mình chuẩn bị vô. Gắn nó bự à? Bự. Đâu? Anh Hai đi ruộng, thăm ruộng thì sẵn thăm gió luôn. Dính được con gắn nước à? Gắn lãi. Cũng dễ bắt quá ha. Mày gắn lại cắn rồi thôi. Cầm luôn vậy. Cầm cái gì? Cầm luôn. Cái nhà lá dừa có chi dùng nấy. Đi thăm ruộng thì bắt được con cắn luôn. Quá yên. Này là vườn bầu vườn mướp gì của bà thím ba nè. Anh Hai anh đi thăm ruộng cho một công 2-3 chuyện nha. Đi vừa thăm lúa vừa cắt bá lúa gài, xong rồi cặp bờ đơi. Ảnh cắt mớ cỏ với cắt mớ rau muống cho hai con dê nhà nó ăn. Hai con dê hôm bữa mình có quay cho các bạn xem đó, là ảnh mới mua hai con dê của cậu Năm Xuân Mập á về nuôi. Ở đây có muốn ăn non không nè, cái muốn này mình ăn được luôn á, ăn ngon lành luôn á. Ngày nào anh cũng đi cắt bã cỏ này cho dê ăn chứ không hay? Ăn cỏ giống như chồng ngày nào cũng phải ăn cơm. Mà mấy con dê này nó kén cỏ luôn á, anh nói là để hôm sau mà nó hơi héo héo là không ăn nè. Giờ bên đây thím ba mới trồng mấy cái vàng dưa leo lại nè. Cái vàng dưa leo này các bạn còn nhớ là có đợt mình với đúng á đi cầm câu ếch đó các bạn, cầm với mưa nè. Rồi chút xíu mình qua bên đó mình cắt một băng không hay gì. Vậy dịp cái hả? Trời đất ơi trời. Cắt được mớ cỏ, giờ cho dê ăn. Hai dê nó cán ăn thành trời luôn. Cỏ xanh nó ăn, còn mấy cỏ vàng vàng này nè là nó không chịu ăn các bạn, kén ăn lắm. Mấy gà là tối gom vô nhà cho nó ngủ nhà này. Chứ gà chiến không bỏ ở đây mà mất tiêu à. Sáng giờ về nhà anh Hai đãi ăn gà và dẫn đi tham quan ruộng. Rồi mình cảm ơn các bạn đã xem video nha. Chúc các bạn một ngày tốt lành và nhiều điều hạnh phúc nha. Rồi hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Bye bye.